There, phật, đã như đà Phật, quý vị nghe rõ không. Kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia bị. <laughs> Nam mô à, bổn à, sư à, thích ca mâu ni phật. <laughs> Cả, Phật bổ, cả, bổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Các Đại Chứng Minh A Di Đà Phật Hôm nay mời đại chúng lắng nghe phần tiếp theo của giáo nghĩa duyên khởi <laughs> Thầy xin nhắc lại mấy vấn đề như thế này đó là khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngài vừa thành đạo có những suy nghĩ rất là tuyệt vời của ngài mà chúng ta nên lấy đó làm phương châm làm cái quan điểm sống cho bản thân của mình à, ví dụ đức thơ tôn nói như thế này sống ở đời mà không có không có nơi nương tựa không có cái chỗ quy y thì thật là khó khăn vậy sống ở đời mà không có nơi nương tựa không có chỗ quy y thì thật là khó khăn vậy. Chúng ta có nghĩ như vậy không? À, chúng ta sống mà bơ vơ giống như là như bèo dạt hoa trôi. À, sống mà không có phương hướng, không có phương châm, không có định hướng làm việc. Cũng chẳng có một cái lý tưởng gì. À, cuộc sống mình nó vất vướng ngày này sang tháng nọ. Rồi à, tuổi già À, suy tàn à, kéo đến à, chúng ta đi đâu vào đâu à, chúng ta rời khối thời gian này à, với hai bàn tay trắng mà chẳng có một cái tư lương công đức cũng như à, trí tuệ nào thì chúng ta cứ nhìn những cái mảnh đời như vậy chúng ta thấy thật là tội nghiệp <laughs> một bậc đại giác như thế tôn ngài còn nói rằng sống ở đời mà không có nơi quy y, không có chỗ quy y. À không có nơi nương tựa thì thật là khó khăn vậy. Và ý nghĩa thứ hai ngài nói như thế này. Tuy nhiên nương tựa đó làm gì? À, quy y để làm gì? Quy y ai? Nương tựa ai? lúc bây giờ bằng trí tuệ siêu việt không tỳ vết của ngài ngài mới nhìn thấy mười phương ba cõi tất cả những loài hữu tình có hai trong. gọi là lưỡng túc hai trong. <laughs> là những loài cao quý từ chư thiên loài người à, ma phạm xét vào mặt giới không có ai trong sáng hơn ta ta giữ giới viên mãn xét vừa mặc định thì không có loại định nào hơn ta ở thời gian đến phi tướng phi phi tướng xứ là cùng của ngài thì vượt qua vượt tận định rồi tuệ thì không có cái gì mà thế tôn không biết rồi giải thoát giải thoát tức là tâm của ngài hoàn toàn không có bị dính mắc vào bất cứ những gì chúng ta ở đời bị dính mắc ở trong dục tham chư thiên thì dính mắc trong hữu tham chư thiên đây là chư thiên chỉ cho là là thượng giới là gồm có sắc và vô sắc đều nằm ở trong hữu tham tức là tham ở trong cái quả thiền định như vậy thì làm sao đây và đặc biệt là giải thoát mà có dính dính mắc ở trong ngôn từ thì chưa phải là giải thoát cho nên giải thoát đến được chỗ là giải thoát tri kiến thế tôi nghĩ như vậy đó và ngài ngài thấy như vậy thì ta phải làm sao bây giờ trên thế gian này ta không biết quy y ai nữa ta không biết nương tựa ai nữa và sự quy y và nương tựa là đắc thành tựu giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến. Nhưng mà tất cả giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến của hữu tình ta đều vượt qua hết. Và cảnh giới ta thấy biết cảnh giới ta chứng đắc nó vượt khối ngôn ngữ còn tất cả thế gian đều dựa vào ngôn ngữ hình hài. Để mà thẩm định nhận xét một vấn đề. Đặc biệt là hữu tình sống ở trong à, chìm đắm ở trong năm dục. Trong cái môi trường của nó xuất hiện tiền tài, xuất hiện sắc dục, xuất hiện danh vọng, xuất hiện ăn uống và xuất hiện ngu ý nem cái môi trường đó, ném môi trường đó, nó bao vây tâm của chúng ta. Như vậy thì Thế Tôn nói làm sao hữu tình ở trong đời sống như vậy có thể lắng nghe được cái giáo pháp vượt khối ngôn ngữ của ta. Những dòng suy nghĩ của Thế Tôn như vậy thưa các vị, chúng ta thấy chúng ta có học hỏi được gì hay không? <laughs> rồi um, sau đó thì ngài nói rằng số dĩ ta bị tôi lên khổ đau trong vô lượng kiếp tới ngày hôm nay đó là bởi vì ta không có thấu triệt duyên khởi hôm nay ta liễu ngộ duyên khởi vì vậy cho nên ta không còn khổ đau luân hồi nữa và đạo Phật chúng ta chúng ta biết rằng đó là một đạo mà Thế Tôn nói ta giác ngộ nhờ thấy và biết thấy như thế nào và biết như thế nào thấy chính bản thân của mình thấy tất cả dòng suy nghĩ của mình thấy tất cả những cái góc khuất trong tâm hồn của mình thấy những điều xấu xa tự hại mà nó làm hại nhân cách của mình thấy rõ những ưu điểm của mình mà mình chưa có phát huy trọn vẹn đó là thấy không những thấy những nghiệp tính của mình ở trong ở trong cõi dục này mà còn thấy cái nghiệp tính ở trên chư thiên nữa tức là nó tìm phục sâu ở trong tâm hồn chưa có cơ hội để diễn ra cho nên nó không có xuất hiện. Nhưng nếu như có cơ hội. Có môi trường. <laughs> thì nó sẽ xuất hiện. Cũng giống như hạt giống có sẵn. Chỉ cần có cái môi trường tứ tẩm. Nước non tứ tẩm cho nó. Là nó sẽ hiện. <laughs> Ngày xưa thầy ở chùa Phước Lâm. Có ông cụ ngồi thiền mấy chục năm. Đến tại đạo tràng có hối thầy thưa thầy con ngồi thiền ba chục năm tâm còn thật là phán lệnh gần như nó như mặt nước vậy đó thầy nói già rồi mà em nói dốt nát cái ông 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 mắt ông nhìn thầy nói nhìn cái gì khi <laughs> mẹ ông nó biến sắc câu nữa thầy nói chỉ có mấy cái hai câu thôi mà sóng gió bắt đầu khởi ba chục năm của ba chục năm cô chú có ý nghĩa gì trong cái việc này à, rõ ràng là chú đang ngồi ở trong cái nhà ưu tịch tất cả mọi người đều thuận theo ý của mình vì vậy cho nên có ai không thuận thì chú cũng chẳng cần nghe à, bởi vậy cho nên là là chú thấy tâm chú nó an lành nhưng mà khi xấu khen nó xúc với xấu trần bất cứ cái gì diễn ra nghịch tay trái ý là phiền não nó khởi lên phiền đảo như vậy thì đâu phải là gì là, là giáo nghiệp của phật đâu phải là sự thành tựu <laughs> cho nên những điều như vậy chúng ta chiêm nghiệm vài lời nhắc nhở để chúng ta nhận thức rằng là bài duyên khởi này nó tối quan trọng ở trong phật pháp bất cứ ai ví dụ như chúng ta ngồi thiền mà quán pháp thì chúng ta cũng ngồi quán duyên khởi Hạt giả chúng ta học ở trong ngũ đình tâm quán, Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa hướng dẫn rất là rõ ràng. À, mà trong đó có gì? Ở trong đó có quán nhân duyên. Quán nhân duyên chính là quán duyên khởi đó. Quán đã thấy rõ, mà quán nhân duyên thì nó trừ vô minh. Ở đây thầy thấy có mấy vị bạn của quan Pháp Hải có <laughs> đến tham dự học thì rất là tán thán tinh thần các vị thanh niên các tâm học đạo và xin các vị để ý cho đây là một chương trình học mà chúng ta nên làm quen tại vì thầy thấy rõ tất cả mọi sinh hoạt của các vị người bạn của quan pháp hải học lần đầu hay sao mà trong tâm chưa có thớ nhập được ít nhiều quan pháp hải thì có thể là ngồi vô và số kênh nó đi theo giáo pháp rất là nhanh nhưng mà người bạn thì bây giờ mới đầu mới lãnh hội được chút ít à, cho nên chúng ta thấy hạt giống ở bên trong ấy. khi mà nó chưa có thì um, thầy có mưa pháp vũ đi nữa thì nó cũng không có thể nào mà nó nảy mầm được cái gì cho nên uh, ở trong mắt của thầy tất cả các đấng giáo chủ chẳng hạn như Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, rồi Thánh A La hoặc là Đức Giêsu, tất cả các vị không có ai làm cho mình có khả năng giác ngộ. Ừ. Phải hiểu như vậy, đặc tính giác ngộ nó vốn sẵn có ở trong tâm của chúng ta. Và các ngài chỉ là người kích thích cho hạt giống giác ngộ đó hóa thành hiện thực. Chỉ vậy thôi. Còn nó hóa nổi hay không thì nó phải tự bản thân của nó <laughs> ngày 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 nhỏ hay làm vườn, làm rau và nhất là ở chùa trồng mấy cái cây đậu phụng, mấy cây đậu nành thì um, thầy làm cái việc đó là canh nước, canh nước nước khổ lắm, nước nó bị ruộng hạn, Nén nắng hạn, thành ra phải bơm nước mà bơm nước thì ngồi ở ngồi ở ngồi nắng, ở ngồi nắng khoảng bốn chục bốn mươi mấy độ thả cái um, thả cái khăn xuống phú mặt cho thân này, lấy cái 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 nón có vành to đội lên thân này à, và phải kiếm cái kiếm đen nữa. Kiếm đen là chứ không nó nắng nó rực sắc quá chịu không nổi. Ừ. Nhưng mà lúc đó lúc đó uh, chuẩn bị bơm nước thì cứ ngồi nhìn cái uh, cái 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 cánh uh, những cái những cái cái vườn mà để trồng đậu đó. thì um, phải có quan sát một cái vấn đề mà tại thấy là một cái một cái hạt đậu đó, nó phải đội một cái lớp đất lên đội một cái lớp đất lên rồi cái nó nó từ từ nó mới tiếp nhận được cái ánh sáng nếu như mà nó không có ở trong nó không hạt đậu mà nằm ở trên 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 mặt đất đó, thì nó không nảy mầm được hạt đậu nó phải chìm ở dưới đất một chút chìm sâu cũng không lấy mầm nổi mà chìm xuống một chút rồi trong môi trường đó thì nó nảy mầm nó trồi lên các vị lắng nghe thầy nói không có thừa thầy không có nói thừa cho các vị đâu tâm của chúng ta nó cũng vậy đó nó cũng như cái hạt đậu vậy đó chúng ta muốn nảy mầm vượt ra khối cái mảnh đất khô cằn sỏi đá ở trong tự tâm của mình để hướng đến một cái cảnh giới trí tuệ và phước báo thì cũng 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 nên hóa thân như là một hạt đậu nó nhọc nhằn lắm nó đổi cả một cái miếng đất thật nặng ở trên thân của nó nay nó đổi một chút Bay nó đổi một chút rồi bắt đầu nó mới vươn lên cái tâm tiền phược đề lên cái tự tánh của chúng ta từ từ lâu rồi nó đề lên ở trên cái trí tuệ chúng ta từ lâu rồi bây giờ chúng ta cũng phải phát triển lên hàng ngày để chúng ta vượt qua <laughs> chúng ta thấy con con ve sầu lột xác con ve sầu nó nó cũng nhật nhằn lắm nó cũng cũng khó khăn lắm <laughs> nó mới lột xác được mà khi nó lột xác được rồi nó có thể là bay lên ở trên đọt cây mà nó có thể là kêu cái tiếng kêu thật là to ừ. cho nên chúng ta suy nghĩ như thế nào trong trí tuệ của chúng ta và chúng ta phải cố gắng vươn lên vươn lên đây là loại trí tuệ của phật chứ không phải là bình thường bây giờ các vị nghĩ xem tất cả hiểu biết của các vị dựa ở trên cơ sở nào tất cả những cái gì mà các vị đau khổ buồn phiền hạnh phúc hoặc là hiểu biết nó dựa trên nền tảng nào có phải nó dựa lên chính những gì mà các vị thấy hay không nó dựa vào chính cái môi trường mà các vị nghe nó dựa vào chính môi trường mà các vị nếm và xúc và biết gọi là thấy nghe cảm biết nó hình thành lên tự ngã của chúng ta nếu như vượt ra cái khả năng thấy của mình vượt ra cái khả năng là nghe cảm và biết của mình mình là ai rõ ràng mỗi người chúng ta cái thấy rất là có giới hạn ví dụ như các vị thấy một giới hạn nào đó mà khi chúng ta đi thêm một ngày đàn thì chúng ta lại học được một sàn khôn tức là chúng ta thấy rộng hơn nhiều hơn nghe nhiều hơn thì chúng ta lại lại có cái khả năng lãnh hội và nhận biết cao hơn mà và nếu như chúng ta chỉ quanh quẩn ở trong cái thái của chúng ta thì giống như là chúng ta bị cái con V mà chưa có thể lột xác được. Và và chúng ta thấy tất cả nền khoa học thế giới này người ta đều dựa vào hiện tượng à, có một cô phật tử lớn tuổi đến bồ đề phật quốc à, sức sức khỏe suy yếu là mấy người lo lắng gọi à, là gọi cấp cứu cứu thương đưa đi bệnh viện và họ thấy họ lấy máy họ đo họ kiểm tra họ thấy rằng sức khỏe này không có tốt cần phải đưa đi bệnh viện thì đưa vào thì ông bác sĩ ông tới ông nhìn nhìn rồi ông đi cô này mới hối tại sao tôi chờ ông tới đỡ cho ông ông khám tôi để tôi xuất viện mà tại sao ông lại nhìn nhìn rồi ông đi <laughs> thì à, lúc bây giờ ông bác sĩ mới nói á, là đỡ cho đi chụp cái hình tim à, thử xem có vấn đề gì rồi mới nói chuyện được. À, thì thầy có hỏi thăm cô ở trong bệnh viện cô nói như vậy thầy mới cười thầy nói bác sĩ rõ ràng là tất cả đều phải dựa trên hiện tượng kết quả của một hiện tượng nó được thống định bởi máy móc mà các thông số rồi lúc đó nó mới đưa ra sự phán xét mà phán xét thì tùy theo cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn của từng vị bác sĩ à, rõ ràng ở trên thế giới này cho đến siêu việt như các nhà khoa học đang làm việc ở trong phòng thí nghiệm nó cũng phải dựa vào tất cả diễn tiến của những thông số của các hiện tượng như vậy thì thưa các vị nếu như ngoài hiện tượng thì thế giới này các vị có còn làm gì được nữa hay không? Nhưng mà cái biết của chúng ta là cái biết ở trong thế giới hiện tượng. Mà thế giới hiện tượng là thế giới hữu vi. Mà đã hữu là vô thường. Mà vô thường là là mang theo cái sự chuyển biến của sinh trụ dị diệt. Cho nên nó đỡ lại đẹp tính đau khổ bức bách. Mà Thế Tôn nói là thế gian này các tỷ kheo thế gian. Thế gian là gì? thế gian là sự bên hoại tất cả đều bị bên hoại vì vậy cho nên nó đỡ lại cho chúng ta những cái cảm thọ khổ đau thế gian này cho dù chúng ta có tìm kiếm đầy đủ những gì chúng ta muốn thì nó vẫn khổ đau trong tâm mình nó không có chịu ngừng nó không ngừng được tại chúng ta chưa có giải pháp cho cái tiến trình ngừng lại này như vậy thì trên cơ sở đó chúng ta nghĩ xem trí tuệ của chúng ta nhận thức của chúng ta ở trong cái phạm vi đó là trí tuệ sinh diệt trí tuệ sinh diệt là một loại trí tuệ phiền não phía trí tuệ phiền não phiền não là vô thường đó, là phiền não là điên đảo là bên hoại cái loại trí tuệ đó chúng ta có tích lũy cả một đời tới khi già suy các căn chiến rục thì nó cũng lẫn hết trơn à lẫn lộn đó lặng hết trơn. Ở này có Michael Phật tử, Michael tin tưởng thầy lắm. Tin tưởng tới mức mà mà thầy nói về nghe cái đó. À, à, đi à, đi vô trong trong nhà restroom kéo cái 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 quần xuống mà kéo không có hết mà ngồi đó đi tiếu mà. hết chuyện. Rồi. À, tiếu là nước nó tầm lum ở trên quần. À, đi kéo đi đầy hết rồi người ta nói rằng là cô tiếu ở trên, trên, cái, cái cái quần hôi là cô này giận nó nói, làm gì có tôi làm gì có tính cách đó <laughs> thì lúc đó là là nó không nghe bắt đầu mới đầu mấy người mép cái thầy tại nói là cô đúng như vậy đó thế nên con đúng vậy hả thầy nói, đúng nói, tại sao vậy hả thầy nói, tại vì cô già rồi <laughs> cho nên là cô không có kiểm soát được hết nhưng mà cái tính cô nó không phải như vậy đúng là nhận, nhận không phải như vậy nhưng mà bây giờ mình già rồi là nó khác mà <laughs> thầy nói nè là, là là cô già rồi mà cô hơn cô như vậy nhưng mà thầy không biết thầy sống nổi tới cái túi của cô hay không cho nên cô giải là cũng đã khá rồi <laughs> thì mình nói người ta hiếu người ta hiếu rồi hoan hí à, rồi mấy người phiền não thầy nói lạ thật ai cũng phải đi vệ sinh hết mà chỉ có một người đi vệ sinh là mình phiền não cho nên cái phiền não nó chính nó có trong người của các vị chứ không phải do người ta đi vệ sinh <laughs> mình không có phiền não thì người ta có làm gì làm phiền não không thể sinh ra được còn giống như ở trên tay chúng ta mà không có cái ngọn nến thì làm sao người ta đốt lên nó cháy nó có sẵn cái chất liệu cháy rồi cho nên người ta đốt lên một cái là cháy ngay lập tức tham sân si nó có sẵn rồi đó là những điểm mà chúng ta nhìn thấy quán chiếu, quán triệt, chiêm nghiệm để giác ngộ ra. Những chân lý như vậy nó rất là gần gũi, nó rất là linh động, mà nó không có bị lệ thuộc vào bất cứ một cái sách thái văn hóa hoặc là truyền thống, không có gì cả. Cho nên Thế Tôn nói ta dùng trí tuệ, tất cả ta giác ngộ là nhờ thấy và biết, đó là trí tuệ. <laughs> vậy thì chúng ta đã thấy chưa? Đạo Phật dùng một câu là là đạo trí tuệ là đạo mà người ta đến đã biết, hãy đến để mà thấy. Nếu như không đến là sao thấy? Đến ở đây là gì? Là tâm của mình nó có biến mãn được hay không? Tức là nó có đến tận cái nơi mà nó muốn biết hay không? Ví dụ như bây giờ diệt tận định là cảnh giới như thế nào? Chúng ta có biến mạng tới được hay không? Hay là chúng ta mới có nhảy lên sơ thiền nhảy thiền là nó kéo lại nhảy, nhảy sơ thiền rồi. Cho nên chúng ta không nên hiểu cái cách nối Đức Phật một cách đơn giản như vậy là được. Nói như vậy họ không hiểu Phật. À, hãy đến để mà biết, hãy đến để mà thấy. Mình có đến tận những cái điểm cái thối hư thật xấu ở trong lòng mình không? Mình có thấy rõ không? Hay là mình thấy những cái hạt giống tiềm phục của mình chưa? chúng ta hiểu rằng ở trong tự tâm của chúng ta có vô lượng nhật hạt giống đau khổ nhưng cũng có vô lượng nhật hạt giống hạnh phúc và việc của chúng ta là tưới lên hạt giống nào chúng ta hiểu rằng tưới lên hạt giống nào hạt giống đó sẽ nảy mầm cho nên chúng ta nỗ lực tu tập là một cái tiến trình tưới lên những hạt giống thánh thiện trí tuệ vốn tự có trong tâm của mình để mình không còn là con người tầm thường nữa cũng giống như là Thái tử Tất Đạt Đa là một cái con người tầm thường nếu như làm vua cùng lắm là một vị vua kiêu hùng trong lịch sử cố đại Ấn Độ mà thôi làm gì cứ trở thành năng lực của một Đức Phật siêu việt và vượt ra ngoài ba cõi cũng là hai con người nhưng mà khác nhau rất rất là nhiều và thế tôn tự xác định ta là hữu tình giác ngộ còn chúng ta hiện giờ là hữu tình mê muội chỉ cần chúng ta giác ngộ như ngài chúng ta nỗ lực chứng biết như ngài thì chúng ta cũng có sự giác ngộ như ngài à, có người đặt câu hỏi nói như thế thì thầy giác ngộ chưa ừ. à, có người đặt câu hỏi như vậy thì thì thầy có trả lời rằng á là thầy cũng giác chút chút mà nếu như không giác ngộ thì thầy sẽ khiêng đi và bây giờ đây thầy đang sách tấn cho những vị mà cứ ngồi y một chỗ không có chịu khiêng không có chịu giác gì cả chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta là cùng sách tấn lẫn nhau Rồi chúng ta đi trên một con đường đến cái, cái sự an lành giải thoát bởi vì thì cái bí quyết của an lành giải thoát trong tương lai nó là cái gì chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta có mặt trong hiện tại đây là một hiện hữu chúng ta đây là một hiện hữu tại sao đây là sự có mặt sự hiện hữu này hiện hữu này nó có phải là cái nghiệp quá mà nhân chúng ta đã từng tạo trong quá khứ hay không chắc chắn nó là như vậy nếu chúng ta không tạo cái nghiệp ở trong tâm ái nhiễm thì làm sao chúng ta chui vào được ở trong bụng mẹ tại vì đó là cái môi trường tinh tra huyết mẹ tác hợp từ sự ái nhiễm và chúng ta duyên vào môi trường đó để chúng ta hình thành thân bạn này thân bạn này có thật sự hạnh phúc hay không nó không có nó có hạnh phúc mong manh chứ không phải là không có thì không đúng à, như vậy thì như vậy thì trên nền tảng đó trên phương diện đó chúng ta có chấp nhận là mình mình đau khổ mình phiền não rồi <laughs> rồi á cái, cái, cái nhân mình nó ái nhiễm nó khổ đau đến với thế giới này và thế giới này có rất nhiều hữu tình sống không có hết thọ mạng hay gọi là chết bất đắc kỳ tứ hay là chết yếu đó chết oan chết yếu đó. ví dụ như mẹ của thầy là thầy nghĩ là mẹ thầy chết chưa hết chưa hết thọ mạng ăn mấy trái dưa hấu thôi Thì nó khó tiêu Khó tiêu rồi Đến tại bệnh viện á, Thì người ta Tiêm thuốc trụ sinh vô Rồi mấy ngày sau không có qua khối Tại vì họ chữa đâu có đúng cách Trụ sinh nó làm con người ta rất là mệt mỏi Đến tại bệnh viện tuyến cao hơn Nó làm một cái mũi trụ sinh khác Hai loại trụ sinh này nó phản ứng thuốc với nhau Ba ngày sau nó đổ thêm mũi nữa là xong đây gọi là gì? Đây là cái chết cho sai lầm của con người. Những cái chết đó mà nếu như ở Mỹ thì bác sĩ là sẽ bị đuối việc. Như vậy thì chúng ta thấy chết chưa hết, chưa hết thỏa mạng Có những người thọ mạng á, lẽ ra họ sống ở chừng đó, nhưng mà mà nó có những chuyện nó xảy ra. Còn ở trong địa ngục thì sao? Ở trong địa ngục thì hoàn toàn là không có chết như vậy địa ngục là đã sinh vào là sống hết thọ mạng, cho nên trong địa ngục có tự tứ của không chết, còn cõi này thì tự tứ là chết. Như ừ. chúng ta thấy cái thọ mạng đó, ở trong quốc độ này là một cái môi trường nó nhiều nguy hiểm, nhiều rình rập, nó có nhiều cái sự biến hoại. Và tại sao chúng ta đến ở thế giới này? rõ ràng cái nghiệp tàn hại của chúng ta khá nhiều, cho nên chúng ta mới đến ở thế giới này bằng cái nghiệp ái nhiễm và tàn hại, cái nhân quá khứ và cái quả hiện tại như vậy. Vậy dạ thì bây giờ muốn chấm dứt, muốn chấm dứt cái tiến trình sinh tử này, muốn chấm dứt một cái dòng chảy của chúng ta gọi là dòng tương tục. Hôm nay các vị ngồi ở trong hội chúng, các vị nghe giáo pháp. Các vị chỉ cần ngừng cái tâm lại trong giây lát Rồi mình lãnh hội Bằng xéo giác quan Bằng kinh nhĩ kinh của mình trang nghiêm Nghe rõ từng câu từng lời Thì ngay khi nghe đó Nó tạo ra cái nhĩ thức thù thánh Và ở trong nhĩ thức thù thánh đó Gieo vào ở trong cái dòng chảy Cái dòng chảy gọi là dòng tương tục thì ở trong dòng tương tục nó cháy như vậy thì chúng ta gieo vào cái hạt giống lành. Và nếu như cái hạt giống này là cái hạt giống không có dẫn tới tái sanh gọi là hạt giống vô sanh. Hạt giống không tái sanh này là hạt giống vô tham, vô sân, vô si. Đó là những hạt giống không tái sanh mà cái hạt giống không có tái sanh thì ở trong tương lai chúng ta còn nền tảng để tái sanh hay không? Nó không còn cái chất liệu gì để tái sanh nữa thì gọi là vô sanh. Vô sanh chính là A-la-hán, chính là Niết Bàn. Vậy thì nghiệp sống của chúng ta hiện tại đang lãnh thọ tất cả những cái nghiệp nhân quá khứ. Nhưng cái nhân sanh tử tương lai chúng ta không tạo lên nữa thì kiếp luân hồi ở tương lai tất nhiên phải chấm dứt bởi vì cuộc sống này là một dòng tương tục không gián đoạn một dòng cháy không gián đoạn à, xin các vị cố gắng dùng trí dùng trí mà lắng nghe tạm bỏ xuống những cái quan kiến của mình để mà lắng nghe xem miêu tả xem cuộc đời chúng ta có phải trôi như một dòng sông hay không và chúng ta có lấy nghe được câu chuyện này như thế nào chưa? Rõ ra câu chuyện của một dòng sông hay không? Cho nên từ những điểm như vậy, những điều như vậy, chúng ta quán thấy tất cả đều nằm ở trong cái phạm vi của Duyên Khởi. Mà Thế Tôn chia cái phạm vi này ra là 12 cái mốc xích. Đó là tâm mình không có duyên vào trí, mà tâm mình duyên vào vô minh duyên vào vô minh cho nên tham phước ở trên cõi trời. Thành ra đó là người đi hành phước. Có người không có muốn phước cõi trời mà muốn an trú bất động ức chế dòng suy, suy nghĩ. Cho nên đi tìm kiếm các cái định của tứ không. Rồi có người duyên vào buông lung, bực bội, duyên vào chán nản, duyên vào sự say đắm ham thích mà tâm bị kiết sử đi tìm kiếm cho thỏa mãn sự ham thích đó nếu như không có được thỏa mãn thì anh ta tạo ác nghiệp anh ta tham vào tiền bạc không có thì anh ta ăn trộm anh ta vào sắc dục không có thì anh ta cưỡng dâm cưỡng hiếp dục tà hành anh ta tham vào cái gì nữa vào danh vọng anh ta cũng như thủ đoạn sát hại mưu sau cớ hiếm làm sao cho mình được nối danh anh ta duyên vào sự ăn uống cho nên anh ta sát hại con này giết con kia để mà anh ta làm một cái món nào đó để cho anh ăn ngon miệng cái ngon đó chỉ thoáng qua tại cổ mà thôi sau đó đơn giản nó chỉ là một cái dưỡng chất để giữ gìn cơ thể mà thôi giờ chúng ta thấy tâm của chúng ta nó đang diễn ra như vậy đó cuộc sống chúng ta đang tạo nghiệp như vậy Nếu như chúng ta không ngừng lại bớt sự tạo nghiệp, mong rằng sanh Tây Phương, các vị nghĩ xem có thể được hay không? Mình thân giống như là một cái ghề, một cái ghề sành sứ, ở trong đó đựng sáp hay là đựng sối. Dòng sông sinh tứ, cái ghề này trôi đi, tới khi nó vỡ, ở trong đó đựng sáp thì làm sao chìm mà đứng xối thì làm sao nối ai dối cầu nguyện cho sáp nó chìm xuống và đá nổi lên đi những điều như vậy chúng ta phải tự nhận thức lúc chúng ta còn đang xin tiền thành những điều này thưa các vị khi chúng ta nhận ra là chúng ta hiểu vô minh hành từ đó mà hành hành phước hành phi phước và hành bất động từ hành phi phước đó nó tạo ra một chuối đó là danh Sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử cả một khối này thế tôn nói đó là khối ưu bi khổ não một khối khổ thủ ứng một khối ưu bi khổ não đó là cái môi trường đó là môi trường mà mình phải từ bỏ cho nên thế tôn nói này các tỳ kheo nếu như các ngươi không giác ngộ được không từ bỏ được thì các ngươi sẽ làm cho thời gian này tăng thêm một nấm mồ chúng ta có nhìn xem kiếp sống của chúng ta có phải như vậy hay không? Ừ. những năm mộ đầy cả núi, cách này mấy ngày thầy có quen một một cái nhóm luật sư, ngay đầu ngày xưa họ làm việc cho tổng thống Reagan, à, luật sư của họ phụ giúp cho tổng thống Reagan mà là một đại gia tộc từ khi Mỹ mới có 6 tiểu bang thôi tới bây giờ con cháu thân quyến của họ chôn cả hàng mấy hồn núi nhưng họ có giải thoát được hay không họ đến đây thầy nhìn thấy họ họ có nhiều tài sản họ có nhiều tài sản và thực sự họ đến đây để họ họ muốn tặng cho thầy một cái gì đó nhưng mà khi thầy vô nhìn thấy cái gương mặt của họ và cách của họ thầy không có nói tiếng nào và ông cậu của các vị này á, cái ông này ông mỹ này có một người người vợ người Việt Nam, ông cậu của của, của cô này mới nói với thầy, nói với thầy thầy lên tiếng như thầy, con đã thưa thầy trước rồi, tụi đó đến là con đã xếp xếp rồi thầy lên tiếng như thầy, thì khi mà ông cụ nói việt đông thì thầy nói việt tây, ông ông nhất nhớ lần thứ hai việt tay thì thầy nói việt việt bắc, thì ông vừa ông có với ông phàn nàn với thầy ông nói tuổi nó đem tới gần một triệu đô đó nó cúng với thầy đó mà tại sao thầy không có chịu lên tiếng nó không có làm sao Thầy nói tâm của các vị này không có phải là cái người xứng đáng để mà khởi nguyện cúng dường và thầy không có muốn làm ruộng phước cho những vị này thành ra ông, ông chú này ông nói con không hiếu thầy nói <laughs> thì thầy nói là khi nào chú hiếu thầy được thì chú một là bạn với thầy còn hai là thầy của thầy thì ông im không nói nữa nhưng mà chúng ta thấy là họ sống ở thời gian tăng thêm một năm mồ không có giá trị gì còn những người như vậy á họ dân cúng ở trong tự ngã và cái cái tâm phước của thầy có thể giúp cho họ thành tựu phước ma và họ sẽ tái sanh ở cõi đời này họ tiếp tục họ sống với một cái nghiệp đó là dùng cái phước báo đó để mà họ ngư trị người khác những loại tâm như vậy á là thầy không có bao giờ cho họ một cái cơ hội trong tương lai đâu ừ. cho nên cho nên chúng ta nhìn xem là duyên khởi nó là như vậy duyên khởi nó trùng trùng nó bao la nó đa dạng như vậy đó duyên khởi như vậy thì vô minh hành thức danh sách lục nhập xúc thọ ai thu hữu sanh đạo tứ là một khối ưu bi khổ não. Nhưng mà nhiều khi họ nghĩ đó là chuyện bình thường. Con người thì buồn khổ là bình thường, ưu bi là bình thường. Tại sao bình thường được? Chúng ta có một tự tánh sáng người, tại sao chúng ta phải sống với cái ưu bi này mà gọi là bình thường? Biến mạng, biến tri, chúng ta ngồi niệm Phật suốt một đời, chúng ta có chứng thánh được đâu? nếu như mà niệm Phật suốt một đời mà chứng thánh thì Thế Tôn chỉ cần nói một pháp thôi mà niệm Phật niệm như thế nào nữa chứ niệm ở trong trạng thái của một người liễu ngộ biến tri nó khác hoàn toàn còn niệm với một cái người ở trong cái quán tính trong tập khí thì tâm của họ hoàn toàn khác cho nên việc niệm phật cũng phải học hành đến chỗ liễu ngộ chứ không phải niệm phật đơn giản chỉ là là niệm ở trên mặt tâm mà, ở trên cái miệng mà thôi hiếu như vậy là sai hoàn toàn cái pháp môn niệm phật tân nhất a à hàm đức thế tôn có nói rằng này các tỳ kheo có một pháp mà mà ai thực hành sẽ dẫn tới đại danh thơm tiếng tốt à, à, các thiện đều đú cả dẫn tới uh, lậu tận chứng đắc niết bàn và thần thông quán đại đó là pháp niệm phật nhưng mà thế tôn nói niệm phật là niệm cái gì chúng ta học trong pháp ưu túc Chúng ta thấy từ đầu đó niệm phật là niệm những cái công đức để trở thành một đón như lai niệm mười tôn hiệu của ngài như lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiện thể vân vân mỗi cái nghĩa như vậy nó nó có cái hành động bên trong đó Mỗi hành động như vậy nó được hình thành như thế nào Và tâm chúng ta niệm cái, cái hành động đó, niệm cái chân lý đó Tức là chúng ta đang có xu hướng Muốn thực hiện chân lý đó Và sống với chân lý đó Đó là người niệm Phật Thế tại sao niệm Phật cứ ngồi yên một chỗ Không có làm gì cả, không biết làm gì cả Đứng lên thì nói là ngu ngơ Giờ thì sao gọi là niệm Phật Niệm Phật tại sao không sinh trí được cho nên là chúng ta ứng dụng sai hoàn toàn lời chỉ dẫn của Phật và chúng ta lạc lối. Như vậy thì à, bây giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta không niệm, chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền xuống, chúng ta dùng cái tâm thiền của mình để chúng ta soi chiếu từng cái giáo nghĩa này đến chỗ liễu ngộ. Đây gọi là quán pháp. Mà đến cao của của thiền là thân thọ tâm pháp. ship bằng lại, kiểm tra xem một cái cộng tóc ở giữa đến đầu cộng nào có biết không làm gì biết chẳng biết cộng nào ở giữa đầu của mình kiểm tra một cộng tóc từ trên đỉnh đầu của mình xuống tới ngón chân cái của mình à, từng cái sớ thịt từng cái sợi lông từng cái cộng từng cái chỗ da cái vùng da à, tất cả mọi cảm thọ nó diễn ra như thế nào ruột gan phèo phổi mình nhìn thấy sáng như ban ngày nó đâu chỗ nào chỗ nào còn tốt chỗ nào sắp hư như vậy tới gọi là, là thân quán thân như vậy và nó tiết ra cái chất gì bao nhiêu thứ thân thọ tâm pháp bao nhiêu thứ như vậy đó, phải bằng trí tuệ hay không bằng trí tuệ đó bằng trí tuệ vậy thì trước tiên chúng ta muốn dùng cái bài pháp này để chúng ta đạt đến chỗ liễu ngộ và chấm dứt sinh tử như đức thế tôn nói ai chưa liễu ngộ duyên khởi thì người đó vẫn tiếp tục luân hồi và vì ta chưa liễu ngộ duyên khởi cho nên ta bị trầm luân trong vô lượng kiếp chịu vô số khổ đau hôm nay ta đã liễu ngộ duyên khởi cho nên ta không có còn luân hồi nữa đó là duyên khởi duyên duyên là gì cái này làm duyên cho cái kia cái kia làm duyên cho cái nọ nó tương tác với nhau nó khởi thành một cái tiến trình vận động duyên vô minh có hành duyên hành có thức duyên thức có danh sách đó là duyên khởi một câu nữa gọi là duyên dĩ sinh. Tức là cái duyên đó đã sinh. Duyên đã sinh. Thì rõ ràng là 12 yếu tố vô minh là một yếu tố, hành là một yếu tố, thức là một yếu tố, những cái duyên đó chúng ta nhìn chúng ta thấy rất rõ nó xuất hiện ở thời thời gian này rồi, nó có mặt rồi. có đúng vậy không ạ? À. <laughs> Như vậy thì Bây giờ tất cả đều là tiến trình là nhân duyên hết. Và ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói rằng là các đệ tử đa văn của Như Lai bằng chánh tuệ, tức là bằng trí tuệ chân chánh như thật, khéo thấy, khéo biết, khéo hiểu. Như thật, khéo thấy, khéo biết, khéo hiểu. Những vấn đề như vậy Thế Tôn dạy chúng ta là phải như thật không có một chín bỏ là mười không có nhìn theo cái cách là sở thích sở thích thì nó có xu hướng nhìn theo sở thích nghĩa thì đây không nhìn theo sở thích mà nhìn theo như thật mà phải thật là khéo tức là quan sát đông tây chúng ta quan sát hết con vui thì làm sao chúng ta khẳng định con vui là như cục định được nhưng mà chúng ta mù chúng ta chỉ quan sát được một phần của nó cho nên chúng ta khẳng định rồi là chúng ta khiếu quan sát quan sát đầy đủ ví dụ như các học chúng ở tại các chùa nếu như các vị chỉ cần khiếu quan sát toàn bộ ngôi chùa của mình thì các vị sẽ thấy thầy của mình là hợp lý còn khi chúng ta không có quan sát đầy đủ là chúng ta thấy thầy có khi, có khi hợp lý khi phi lý sẽ như vậy đó, cho nên khiếu quan sát, Có học trò thầy rất là mong là thầy đấy đi thầy trở thành một vị trụ trì, ừ. rồi sẽ thấy, sẽ thấy là tương tác của cuộc sống nó như thế nào. Các vị trụ trì dối hơn tổng giám đốc một công ty giám đốc một công ty trả lương cho người ta và ra lệnh người ta để mua lấy cái hành động của người ta trong một khoảng thời gian nhất định còn các vị trụ trì đối tượng mình dạy dỗ chính là đối tượng họ sẽ cung cấp tài chính cho bản thân của mình trong sinh hoạt đó cho nên họ vừa là cái người cúng dường mà vừa là cái người chịu mình lệnh chúng ta thấy À, mình lệnh buông bỏ phạm phu Đi vào dòng thánh Không có dễ dàng đâu Cái gì mà nghiệp phạm phu là con người ta khoái lắm Nhưng mà nghiệp của của thánh Là người ta không có chịu hương tạo Cho nên chúng ta thấy Ở đây rõ ràng Là chúng ta chưa biết Khéo hiểu, khéo suy nghĩ à, Và Thế Tôn nó khéo biết Khéo hiểu, khéo tư duy Khéo thông đạt pháp duyên khởi Pháp duyên dĩ sanh này pháp duyên khởi là sự là kết hợp của 12 nhân duyên cùng pháp duyên như xem là cái riêng từng phần không có sự kết hợp đó chỉ là từng món từng món từng lĩnh lĩnh vực từng phạm trù như vậy và thế tôn nói rằng nên biết y vào tiền tế mà khởi ngu hạch trong quá khứ ta từng có hay không có có người hỏi tổ sư bùi đề đạt ma rằng á sau khi chết ngài đi về đâu người nói ta không có biết người ta không vì sao không biết người nói vì ta chưa chết đã lời đơn giản như vậy mà mình làm nổi hay không mình đang sống mình có biết mình sống hay không tới khi mình đang chết mình có biết mình chết hay không hay là đang chết mình trong hải hùng trong kinh sợ trong vô minh không còn một chút trí tuệ còn ngài ngài có năng lực là khi đang chết ngài biết ngài đi về đâu chúng ta được tìm kiếm quá khứ ta là ai ừ, chẳng hạn như giờ quan pháp hải lúc uh, con còn nhỏ uh, mới có sinh ra con biết chạy chập trứng mẹ con uh, đặt tên cho cú tèo à một túi thì uh, bây giờ cứu theo với Phan quan Pháp Hải là một hay là khác? Nếu như nói là một thì tại sao mà bây giờ Pháp Hải là một người thanh niên trưởng thành? Rồi so với một 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 đứa bé thì sao? Còn nếu như nói là là khác thì tại sao lại là cùng là một người? cho nên chúng ta thấy ở trong cái tiến trình đó là một sự tiếp nối liên tục không ngừng phải không? Thân mạng của một đứa trẻ được tiếp nối bởi cơm ăn áo mặc, bởi kiếp được tiếp nối bởi bởi bao bao nhiêu phương tiện để giúp cho nó trưởng dưỡng lên, đó là sự tiếp nối liên tục. Vậy thì nếu như không còn sự tiếp nối nữa thì chúng ta phải chấm dứt cuộc đời này thôi. Một hơi thở ra mà không hít vào đã đã hóa thành kiếp sâu rồi nó nhẹ nhàng như vậy đó à, chúng ta không biết rồi ta là ta từng là gì ta từng là gì và thầy thưa các vị rồi đừng bao giờ hỏi câu này đừng bao giờ hỏi câu này có mấy phật tử tới hỏi thầy tôi thầy thầy có biết rõ cái cô đó hay không hỏi, tại sao thầy phải biết Nếu thầy phải biết cái người đó như thế nào là thầy mới nhận chứ tại sao thầy phải biết? Người ta nói cái người đó thật là xấu. Thầy mới nói rằng, thầy không thấy người đó xấu mà thầy thấy cô đang là người xấu. Bởi vì gì cô đang nói xấu người ta. Thế thôi là, thế là, là, im, im, im không nói được tiếng nào hết. Bất cứ ai cũng vậy. Quá khứ không thể nào thay đổi được. Chúng ta chỉ có ở trong hiện tại. Và ngay trong hiện tại chúng ta nhìn vào hướng nào đó là điều chúng ta quyết định Và khi nghe ai Phản ánh một vấn đề gì Tất nhiên thầy cũng lưu ý Để mà chăm sóc cái người kia nếu như có bệnh đó Nhưng chuyện đó không quan trọng Một cái tên uh, Sát thủ như uh, vô não Mà Phật cũng tiếp dẫn uh, Đến cái cảnh giới giải thoát Chúng ta không có Trong mắt chúng ta không có cái gì Là người tốt hay là người xấu cả Xấu hay tốt đó là nhất thời vọng nghiệp nó như vậy thôi nhưng mà ra ngoài ba cõi thì tất cả đều an vui hết còn ở trong phật pháp thì đều là hữu dụng cái thanh thanh gỗ coi cuối mục thậm chí cái cái rác dâm bào đốt lên thì nó vẫn cháy và ánh sắc của nó là như nhau nó vẫn là sắc lửa nó vẫn phát sáng nó vẫn thiêu đốt như nhau quan trọng là cái người nhiếp chúng có biết đó, đốt lên hay không? Giờ ừ, thì ở đây chúng ta thấy, uh, chúng ta đừng cho rằng mình là ai, uh, ta sẽ như thế nào, ta, ta có như thế nào, ta có ở mặt ở trên cuộc đời là như thế nào, chúng ta đi tìm kiếm cái cảnh giới đó là chúng ta rơi vào điên đảo, cũng không y vào ở trong tương lai tức là hậu thế mà khởi lên những cái điều sai lầm cho rằng là tương lai ta là ai? À, trong tương lai ta là ai ta có hay không có ta sẽ như thế nào cũng như là ở hiện tại và nói rằng ngay là ta là ai ta là ai nhiều thầy hỏi quan pháp hải là ta là ai quan pháp, pháp hải là ai cái nội tâm của chúng ta chỗ chỗ nào nó ở trên mắt hay trên mũi hay là ở trên tay nó ở trên chỗ nào chúng ta sẽ không tìm ra tự ngã của mình nằm ở chỗ nào hết nếu nếu như vượt khỏi tới đó thấy tới đó rồi và sống được với ở trạng thái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là bất cấu bất tịnh và bất tăng bất giảm chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các pháp nó cứ như vậy đó pháp pháp nó tương sinh nó tương diệt như vậy mình muốn cho thiện pháp phát triển lên được cứu độ hữu tình thì mình cứ tìm những hạt giống thiện mình tưới lên mình làm cho pháp thanh tịnh nó nối lên chỉ vậy thôi vấn đề là như vậy chứ không phải rằng là vì build một cái ngôi chùa to lên hoặc là vì một 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 đông đen nhiều người à, kéo thật nhiều người tới ví dụ như có cái chùa 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 gì chùa trang trúc á, á chùa tam trúc chùa à, tam trúc À, rõ ràng như vậy thì người ta có tu hay không xấu kênh của họ nhìn đông nhìn tay toàn bộ là đi gì đi gọi là sấu kênh nó phóng túng theo xấu cảnh chứ không có không có chút xíu nào gọi là là nhiếp trì không có chút nào gọi là thủ hộ hết như vậy thì những ngôi chùa đó hoàn toàn không có ý nghĩa là ngôi chùa nó chỉ là một cái danh từ uh, thương mại để cho người ta khai thác tài chánh ở trong phương diện đầu tư thương mại thì có thể là 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 có lời nhưng mà ở trong nền văn hóa thì ở trong mắt của thầy xem nó là sự hủy hoại văn hóa bởi vì sao bởi vì cái chữ chùa hãy đỡ cho nó thiêng liêng đừng biến nó trở thành cái nơi mà thương mại còn thương mại thì nên nên một lĩnh vực khác nếu như xã hội mà được được tổ chức với một cái trật tự như vậy á, thì nó sẽ rất là bình yên cho mọi người. Còn khi trật tự xã hội chỉ biết kiếm ra tiền thôi, thì lúc bây giờ ai mà kiếm ra tiền nhiều, người ta sẽ thể hiện cái uy lực của đồng tiền và đạo đức nhân phẩm của người nó trở thành những cái món hàng xa xỉ, nó không còn giá trị gì nữa hết. Và những ai mà cố giữ gìn đạo đức, cố tu hành nó trở thành là cái gì đó vớ vẩn không cần thiết. Một xã hội như vậy nhưng chúng ta thấy hạnh phúc của chúng ta đâu phải chỉ biết là cơm ăn áo mặc đủ đâu nó nó còn rất nhiều nó còn những cái cảm thọ của tinh thần nó còn những cái điều hợp lý và nó còn những cái điều mà chúng ta cần thanh hoa nữa như vậy thì ở đây chúng ta thấy vấn đề như vậy là hiện tại như thế nào hiện tại năm thú uống này á, nó là giá bản chất của nó là như vậy bây đầu chúng ta thấy một số sai lầm của chúng ta này nhưng mà ở trong đó khi đặt ra những câu hỏi ta là ai trong quá khứ hiện tại ta là ai và tương lai ta sẽ đi về đâu? khi chúng ta khởi những cái niệm truy tìm như vậy thì người kia do thấy như vậy biết như vậy cho nên kinh nối là có xu hướng tìm có xu hướng kiến lập dị biệt về thời gian. bắt đầu sự dị biệt của con người sinh ra và tác động một quan điểm kết bề lại với nhau đồng một cái quan điểm họ sẽ làm kết duyên với nhau có người yêu thích toán học có người yêu thích địa lý có người yêu thích sử học có người yêu thích văn hóa du lịch có người yêu thích về tổ chức chính trị và chiến tranh đủ thứ cách hết nói chung những cái thiết chế kinh tế chính trị văn hóa tôn giáo từ ở trong cái tâm niệm cầu mong ta là ai ta là gì trong hiện tại, tại hiện trong hiện tại ta muốn là vua hay là ta là ai nhưng mà khổ thay tất cả họ đều quanh quẩn ở trong môi trường quý diệt bởi vô thường cái đây chính là một cái điều mà chúng ta rất là ngạc nhiên là bởi vì chúng ta đã từng tồn tại sống như vậy nếu chúng ta không giác ngộ thì chúng ta quên đi trở lại y như là tấn tuồng lên sân khấu chúng ta giành đóng cái vai vua thậm chí chúng ta hát dở ẹt e cũng muốn đánh vai vua rồi khi mà chúng ta xuống khổ sân khấu rồi thì sao ông bà mình nói một câu rất là trần trụi đó là gì là làm cho lắm tấm cũng không có không có mặt quân <laughs> nó như vậy đó ông bà mình hối vậy có người mình nó trở về với một cái cái trạng thái đó nó, nó, nó tội nghiệp như vậy thì chúng ta thấy ở đây á, là bắt đầu nó xu hướng khác biệt tìm kiếm sự khác biệt rồi mỗi thứ nó theo rúp rúp với nhau theo nhóm theo nhóm bắt đầu nó kết duyên kết bạn với nhau à, bây giờ học pháp cũng vậy vì chúng ta giác ngộ chúng ta kết duyên bạn pháp còn những người đi chém gió thì họ họ, họ kết duyên là cuối tuần là chém gió thôi à, cuối tuần là thấy người nhẹ phơi phới thứ hai bắt đầu nặng triệu <laughs> nó vậy đó à, nó như chúng ta thấy là tâm chúng, chúng sinh nó như vậy rồi nó kiến lập sự khác biệt cho nên nó có xu hướng kiến lập sự khác biệt trong thời gian đó là những kiến lập gì là ngã luận ta là ai ta là ai à, ngày xưa có một ông tên là liễu hạ huệ à, ông ta ôm người con gái vào lòng à, ngủ suốt đêm mà lòng không gượng sống cho nên mọi người tôn thờ Và khi ông chết Thì ba ngàn sĩ phu à, Lập những cái chồi Xung quanh mộ của ông Để mà hầu mộ của ông Ông vua đi ngang qua Họ cũng chén màng đứng dậy chào hỏi Cho nên nhà vua có nói rằng Sanh quân chi đầu Bất như tứ sĩ chi trũng Tức là Đầu của ông vua còn sống mà không bằng cái mộ của người của kế sĩ đã chết nhưng đó là quan điểm của liệu hào huệ còn có người thấy rằng ở trên thế gian này việc gì mình phải khổ mình muốn ăn thì lấy gì đó ăn muốn uống thì lấy gì đó uống mà thôi tại sao mình phải làm nhiều thứ cuối cùng mình đều chết hết cho nên người ta đưa ra một quan điểm rằng á là nếu như nhổ một cọng lông chân của tôi mà làm lỡ cho khắp thiên hạ tôi cũng không có làm bởi vì sao? Bởi vì một cọng long chân của tôi mà làm lợi ích khách sinh hạ tôi không làm. Bởi vì sao? Bởi vì bởi vì làm ra có được gì đâu. Cuối cùng á là cũng hí hỏi hết. Và cái người ngang tàng này chẳng phải ai sai lạ chính là chính là đạo chích. Đạo chích là em ruột của Liễu Hạo Huệ. Ông anh là như vậy mà ông em là đạo chích. Và nếu như nhà ai mất cách gì chúng ta gọi là đạo chích viếng nhà Chúng ta hiểu cái quan điểm của họ Nó như vậy đó Ta là ai ngã luận mà Rồi Hoặc là gì Hoặc là Hoặc là Phân tích Phân tích chẳng hạn như thế này Mình tá những cái án gì? Ôi xuân hồng Ta muốn kén vào người à, kén, kén đi <laughs> kén, kén được hay không Nhưng mà người ta mô tả Người ta ham hố Trong cái xuân hồng nào đó Ta muốn kén vào người à, Rồi Rồi người ta miêu tả một cái tác phẩm toàn bộ là một cái gia tộc đại gia tộc mà quanh quẩn cứ tình tứ tối ngày vậy mà người ta còn nói rằng là khai đàm bất thuyết hồng lâu mộng đọc tận thiên thư diệt uống nhiên có ai đọc được tác phẩm hồng lâu mộng chưa hoặc là gì hoặc là chúng ta đọc chiến tranh vào hòa bình mô tả 500 nhân vật một nhà văn hóa thân thành 500 nhân cách rất siêu việt của người ta Họ sẽ như thế nào à, rồi, rồi cũng như là Victor Hugo ông nói như thế nào ông nói đời mà không có tình yêu giống như là xe hơi không có tay quay không biết lái đi hướng nào à, nhưng cuối cùng là ông chết vì cái gì bởi vì, vì cái thớ diện không thể đi vệ sinh trong lúc một cái buổi tiệc quan trọng khiến cho bỗng đáy vỡ ra chết vô duyên chúng <laughs> ta thấy không hả những đại thi hào những cái việc vớ vẩn như vậy rồi người ta nói là hữu tình luận hữu tình luận rồi số luận hữu tình luận hữu tình luận hay giả thuyết là triết học là giả thuyết Platon ừ. người ta hỏi về Platon là một nhà triết học nổi tiếng của 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 của, của La Mã người ta hỏi rằng là, là 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 con người là gì và ông nói rằng con người là con 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 đi hai cái chân mà không có lông và <laughs> người ta những bách con gà người ta nhố trụi lông người ta cột dây cổ người ta dẫn đi trên phố người ta nói ô hey, tại sao anh dắt con gà đi đâu nó không tôi dẫn con người đi con người đi hai cái chân mà không có lông mình là tông nói như vậy <laughs> chúng ta thấy con người ta họ đưa ra những cái chuyện là những thuyết gia đó những triết gia <laughs> chúng ta thấy không rồi rồi có người là tương ứng với mạng giá luận cái mạng này sẽ như thế nào thân mạng thế nào tất cả là gì con người chúng ta là tim can tùy phế thận nó tương ứng với gì nó giống như là, là gì hả? Là kim mộc thủy hóa thố bây giờ nó tương sinh như thế nào tương khắc như thế nào lấy tay ăn ấn như thế nào? nhịp nhảy nhảy thế nào cái nào phế, cái nào trầm khí thế nào quyết thế nào bố thế này bố thế kia và 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 thầy sợ nhất là cái ông bố ốc hồi xưa thầy hay gặp mấy bác sĩ thầy hay nói hay nói tàu lao rồi mấy ông bố ông, 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 kín đầu mình đó, đó là bộ ốc <laughs> cho nên cho nên đó là chúng chúng ta thấy cái, cái gì là làm mạng giả luận mạng này mạng này sẽ như thế này sẽ như thế kia người ta hoàn toàn không có chấp nhận rằng thọ mạng của người ta chết là nó chết như vậy thì tại sao nhưng mà họ vẫn quan điểm như vậy đó họ vẫn làm như vậy rồi tương ứng với kiết khung luận. Nhất là kiếp khung nha. Kiếp khung luận. à Tí xíu dần mẹo. Thì tì rận rịp thân giàu tức hợi. À, lúc đó bà. Có bà cô Phật Tứ bà nói. Thưa thầy. Sao thầy không thấy thầy tính có nhầm không mà. Cái túi gì túi giận túi rịp thầy. Nói tuổi bà đấy. Bà khổ quá mà. Nó khổ như con giận con rịp mà. <laughs> bà, nói, bà nói sao thầy, thầy tính lạ quá. tôi thấy nghe người ta vậy. Dần mẹo tiền thị người ta tính như vậy rồi ở Trung Quốc nó có một cái tác phẩm cũng cũng khá nổi tiếng đó là gì của của ai hả à? của Thiệu Vĩ Hoa gọi là chu dịch dự đoán học đó. chu dịch dự đoán học dự đoán học thực ra nó là một loại toán học ở trong đó nó phân tích về hiện tượng tâm lý và ngày xưa thầy cũng học thầy cũng học học có một lần đi cúng Chứ mà cũng uh, cũng nối danh và người ta cũng cho ít tiền đó là đang đang, đang cúng mà thấy và trong uh, lúc cái người tới mời thầy mời mời uh, mời thầy đi cúng thì thầy nói cái người này chưa có chết mình biết rõ ràng là mình dịch lý mà mình tính chưa chết chưa chết mà tại sao mời đi cúng thế thầy mới nói uh, uh, ông chú này chưa có chết anh anh đi về đi ông này giận vô cùng nói, thưa thầy cha của con như chú nào <laughs> chào con mà sao con chết rồi con mới đi mời thầy liệm chôn mà sao thầy nói gì lạ kỳ vậy hay là thầy không muốn đi cúng Thế thầy nói sao suy diễn gì kỳ vậy đi đi về đi kiếm tra lại đi quá thật giờ là ông chưa có chết sau đó năm sống năm vậy đó ông mới chết nó nó rõ là mình đi vô mình thấy à cái người đó cái độ tuổi đó khoảng nam hay nữ tóc dài hay ngắn mà da đen hay trắng chỉ cần những cái thông tin đó thôi và độ tuổi cách nhau khoảng 10 túi. chẳng hạn như từ 10 tới 20 20 tới 30 mình đoán được họ xuất hiện trước mặt mình trong cái giờ nào và từ cái giờ đó họ chỉ cần hối lên một câu chuyện thôi câu chuyện đó là xanh hay là tứ hay là cầu tài hay cầu tình ta lập tức ở trong đầu mình những cái đó là nó đi vô cái công, thức rồi và lúc đó mình biết cái việc đó tất nhiên là kiếp hay là hung à nếu như mà thầy dùng cái món này á là trời ơi chùa nó nhiều lắm thầy sẽ xây cái chùa bốn vàng á tôi không phải không thấy ít đâu đó. nhưng mà nhưng mà các vị nghĩ xem á là bốn vàng đem vàng để làm gì à. nhưng thời gian nó là như vậy nó thích như vậy đó cái pháp đó chỉ là cái pháp mà dẫn người ta mới vào đạo thôi nó chỉ là phương tiện dẫn dắt người ta một chút cho chúng sinh hữu tình họ có đời sống an vui họ thanh thản chỉ cho họ chút như vậy là được rồi nhưng cuối cùng họ phải bị chết bị vô thường chúng ta phải dẫn họ ra khỏi đó chứ không có nên là lúc, suốt ngày chỉ có biến biến cái, cái chuyện như vậy thành cái cứu cánh mà thầy nói rằng là thiền là phương tiện đưa qua sông mà đi ra sông anh thả nêu đứng im đó làm nhà hàng <laughs> thì thôi như vậy xong gì nữa à, chúng ta sẽ thấy sai bản thân mình sai sai rất nhiều à, đi xuất gia rời khối cái nhà thớ tục trở thành cái nhà ở trong chùa và không khéo biến cửa chùa thành một cái nghiệp sống mới giống như một cái nghề mà ngày xưa đọc một tác phẩm hình như của của ai của vũ trọng phụng mà của ai nói rằng ai là hắn cũng hắn còn ăn trên cái xác chết Câu nói nhục nhã vô cùng Thầy dùng chữ là nhục nhã Khi mình Mình khai thác trên cái xác chết của người khác Còn ví dụ như mình dịch vụ mai táng Thì khác nha Đó là trợ duyên Để cho người ta bớt cái sự lao nhọc nó khác Nhưng mà còn còn khai thác Trên cái xác chết của người khác Thì cực kỳ là xấu xa Mà không khiếu là, là Phật giáo chúng ta rơi vào tình trạng này Thành ra do vậy mà Tại buổi Đạo Quốc này Thầy Thầy cấm không có cho cúng không có cho lễ tiệm. Ngày xưa chùa Phước Long là thầy cũng cấm cái điều đó, nhưng bây giờ chắc là để dành mấy thầy khác rồi. Mấy thầy bây giờ có khen ai cho gì cũng nhận. Nhưng mà ngày xưa là thầy cấm tuyệt đối. <laughs> Cuộc đời Phật tử họ đã lo cho mình quá nhiều. Bây giờ họ chết rồi mà mình còn tiếp tục ăn trên xác chết nữa. Không có cái thân mạng của họ là đáng để cho mình trân trọng, vì đó là ân nhân. Ân nhân nếu như không có mồ hôi nước mắt lao nhập của họ thì làm gì có cọng rau làm gì có cái hạt đậu cái miếng đậu cái, cái, hạt cơm để cho mình có được thân mạng ngày hôm nay cho nên vì biết ơn họ mà làm còn người nào mà mình không có mang ơn thì mình ban ơn ban ơn cũng là cái hạnh của người đệ tử phật nhưng mà thưa quý vị thấy một điều kỳ diệu rằng á là không có bất cứ người phật tử nào mà mang ơn chư tăng chư ni mà họ không có tìm cách báo ơn thành ra mình không nhận mà mình có lời to đấy nhưng <laughs> mà mình mình ăn mình ăn cái món nhỏ là mình hỏng việc đó tâm lượng mình không có nó không có thoải mái cái nhà nào mà họ giàu á họ họ lịch sự nghe mà họ giàu nữa nghe mà họ cúng dường á họ cúng nhiều tiền họ lịch sự họ tiện nghi là tự nhiên mình cúng mình thấy thoải mái đó mình cúng thật là hay Để còn cái, cái nhà nào mà họ nghèo họ không biết điều Thầy bị mấy phen rồi Nó xem mình giống như là ông thầy tụng vậy đó Nó đỡ cho mình nên là ngồi cái chỗ Mà nó là cực kỳ là Dơ mà nó không có leo chùi bụi bẩm cả lớp Tự thầy bỏ ra hai giờ đồng hồ Leo hết bàn thờ đèn đuốc rồi, múc nước lên leo cái sàn nhà đâu đó hết rồi lấy cái chiếu xuống rồi vũ sạch sẽ rồi trái lên rồi bắt đầu mới mới lật cái viên kinh ra được đơn giản là thầy không có muốn Đức Phật thầy xuất hiện ở trong cái môi trường dơ bẩn như vậy và người ta nói người ta nói tại sao thầy làm như vậy thầy nói thầy không có cho Đức Phật thầy xuất hiện ở trong cái môi trường dơ bẩn bây giờ cho nên phải trang nghiêm sạch sẽ trước khi là bày tượng Phật ra thần thiết và mở quyến kinh ra bởi vì mình làm vậy để mình báo với Đức Phật mình và mình báo với Phật tức là mình thành Phật chứ không phải là mình làm cho người ta nhưng mà sau các sau đó các vị thấy có một số người học hổ thẹn mình không nghĩ như vậy mình không có chịu nói mà nó biến mình thành người đi thầy tụng mà mà thầy ấy mình là, là nam nhi chi trí trưởng phu quân tử mà bây giờ ngồi chập chập chiên chiên con gà trong thiến đưa riêng cho thầy Trời ơi tự nhiên cuộc đời mình sao nó nó tội hại đến mức vậy mình không có làm gì vậy được cho nên ở đây chúng ta thấy tiền tới hậu tới mình như thế nào không khung luận như thế nào hay là bắt đầu á tất cả những cái điều đó chúng được trang sức phòng hộ chúng được trang sức và phòng hộ trang sức cho cho đời sống của mình phòng hộ cho mình và gì chấp đó là của ta Thời gian là như vậy chúng ta thấy đây là lời Phật Phật dạy như vậy chúng ta có hiểu đúng lời Phật chưa hay là lâu nay chúng ta đã từng làm oan cho Đức Phật Cho nên như tố đã dạng rồi. Y Kinh giảng nghĩa. Tam thế Phật oan. Ly Kinh nhất tự. Tức thành ma thuyết. Y Kinh giảng nghĩa. Mình không có hiểu. Mà mình cứ theo cái nghĩa điên đó mình giảng. Làm oan cho Phật. Hoặc là Y Kinh giảng nghĩa. Mà không thấy được tổng thế của Kinh. Tổng quát của Kinh. Việc Phật giáo truyền đi hướng Nam hướng Bắc. là Là cái việc là cái thế giới này nó quy định trong tây nam bắc trong tự thân giác ngộ giải thoát thì làm gì có nam và bắc Yến chỗ nào mà chấn mạnh còn danh xưng nó đặc biến ở chỗ nào đó là việc gọi tên của con người tại sao chúng ta cứ quanh quẩn ở tên gọi mà không thấy được đó, tính chất đồng một vị giải thoát của nó rồi chúng ta nam thì chỉ chiếc bắc bắc thì miệt thị nam thậm chí hôm nay có cái trào lưu là Phật tứ Tiêm Phật pháp đã cãi nhau cho có các phong cách. <laughs> chúng ta thấy không? Chúng ta thấy nó 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 không có giống ai hết rồi. Rồi chúng ta làm sai rất nhiều. Từ đó mà gì? Có khổ, có ngại, có tai họa, có nhiệt não. Đọc từng câu, thẩm thấu từng câu, biến mạng biến tri thật sâu sắc khi đẹp tới đây rồi chúng ta mới thấy thế giới Đức Thế Tôn nói là vũ trụ quan và nhân sinh quan nó là sự thật trong tướng của vũ trụ quan và nhân sinh quan còn những cái bài kinh mà chúng ta đọc để cho nó nhớ những bài chúng ta tụng là để cho chúng ta định để chúng ta đừng rời tâm với kinh điển cách đây hôm ngày hôm qua có một ông chú đi theo hòa thượng thanh từ ngày xưa ngồi thiền 13 năm. Tới khi Covid uh, diễn ra, uh, giải đãi không có tập trung ngồi thiền nữa mấy năm nay. Còn ngay, mấy ngày đây lại 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 hối thăm thầy. À, là lại lại chào thầy. Bởi vì xem ở trên đài truyền hình. Và và thấy tới muốn làm quen với thầy. Thầy hỏi 3 năm nay có ngồi thiền hay không? Hồi Covid nhiều thứ. Thầy nói, thầy nói Covid nhé. Ừ, Nó, thầy thấy Covid nó cũng ngồi thiền. Mà tại sao chú lại không ngồi thiền? <laughs> thì thì ông nói covid nó ngồi thiền ở thái nó covid nó ngồi thiền mới covid hôm nay nó ngồi thiền tại vì tại vì có nhiều người ngồi thiền cho nên covid nó cũng ngồi thiền theo rồi còn bây giờ chú thì chưa ngồi thiền nhà chú học thiền gì kỳ vậy và bây giờ so sánh với công phu của mình Là mấy năm trước nó như thế nào có phải rằng công phu yếu xuống rồi những cái tiềm phục những cái cái, cái 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 nghiệp tính phàm phu nó nổi lên phải không phiền não khổ đau nó vẫn tiếp tục tái hiện phải không à, như vậy thì rõ ràng tu không có liễu ngộ mà đỡ cho những cái gốc rỡ của phiền não nó nằm ở dưới đó thì ngưng lại công phu nó tràn lên cho nên chúng ta công phu là đỡ chúng ta trắng áp nó để chúng ta bỏ nó không cho nó sinh sôi nảy nở mạnh nhưng muốn là gì muốn diệt tận nó là phải biến mãn biến tri bằng trí tuệ biến mãn biến tri bằng trí tuệ nhưng mà biến mãn không chưa có được nó phải là bằng hành động cho nên công phu và trí tuệ hai điều đó là phải phát triển song hành với nhau thầy nhận ra ở tại Bồ đề phật quốc cũng như là ở tại đạo tràng pháp của Đề tâm này có nhiều vị có nhiều vị nếu như so với một số giáo sư mà của Mỹ và Phật học tiến sĩ Phật học chuyên nghiệp thì thầy thấy họ không có hơn các vị thầy không phải là khen được các vị vui đâu thầy thường thường thầy hay miêu tả uh, có sao thì nói vậy tức là trong cái lượng thông tin mà thầy tiếp xúc bây giờ cũng mấy chục vị giáo sư Phật học họ chuyên nghiệp ở tại Mỹ nghe nói tới họ là cũng ngưỡng mộ lắm đó nhưng mà ở trong tâm của họ họ lấy những câu kinh của Phật để họ nhai lại họ không biết dùng vào cuộc sống, cuộc sống của họ là một cái phàm phu, còn kinh điển chỉ là những gì họ đang miêu tả mà thôi. Còn các vị có khi miêu tả không có không có cái trật tự văn bản học, không có cái cái phương pháp xử lý thông tin chuyên nghiệp, nhưng mà ở trong tâm của các vị, các vị dùng được vào trong cuộc sống. Cho nên thả ra trải nghiệm cuộc sống tu hành thì họ không thể theo các vị được bởi vì sao bởi vì chúng ta vừa học vừa tu nó là như vậy đó giá trị của chúng ta là như vậy những gì thầy muốn thưa là những gì thầy muốn muốn trung tuyên lại lời phật dạy và mong rằng chúng ta lãnh hội cho được chúng ta nghe cho trọn vẹn lời của phật để chúng ta dùng vào đừng để rơi vào những cái trạng thái như là ngã luận hữu tình luận giá luận kiết hung luận rồi lấy đó làm cái trang sức phòng hộ cho mình và chúng ta làm nghĩa là vô ích Nó thế tôi nói như thế này bây giờ người kia được đoạn biến tri như kích đứt rỡ cây và ngọn đà la cây đà la như cây dừa ở việt nam vậy đó mà chúng ta chặt nó xuống chúng ta cắt hết rỡ cắt đầu nó thì nó có thể phát triển được không cái nhánh nào như cây xanh đó, nó có thể là nó bám rỡ nó mập nó được nhưng mà cây đa la thì không có được nếu như cây dừa mà chặt đứt đầu rồi chặt cái gốc rồi thì nó phải chết cũng vậy chúng ta biến mạng tu tập tới đó thì tất cả những cái nghiệp của chúng ta sẽ bị loại trừ giống như là chặt cây đa la nó không còn sức sống vĩnh viễn không thể sanh trưởng lại được vì sao vậy vì thánh đệ tử na văn của như lai bằng trí tuệ như thật khéo thấy khéo biết khéo hiểu khéo tư duy khéo thông đạt pháp duyên khởi pháp duyên dĩ sanh đây cho nên hãy dùng cái bài này trở thành một cái phép quán mà chúng ta gọi là quán duyên khởi để chúng ta liễu ngộ không không bận tâm là quán à quán xanh quán diệt quán lưu chiến những cái phương pháp như vậy là đó là cái cách phân tích của tổ sư còn giờ đây chúng ta học kinh tạng nguyên thế đức thế tôn nói là chúng ta dùng vào theo cách của mình phật dạy như vậy các bí số khoan hỉ tín thọ Chữ kính thọ tín thọ này là sao hả tín thọ tín là tinh thọ tức là thọ trì còn tính giải tức là tin mà có thể là thấu hiếu và giải thích được ví dụ như phật nói tôn giải xác là phật tín thọ ngài nói rằng con hoàn toàn không có giải nổi cảnh cảnh giới đó nhưng con tin vào cái sự trí dạy của đức thế tôn cho nên con sẽ làm theo đây gọi là tín thọ hôm nay trong đạo tràng thầy có cái lời tán thán Kim Long bắt đầu cái pháp sám hối nó phát huy tác dụng, pháp xám hối và thầy người thầy sách tấn là liên tục liên tục nó nó phát huy tác dụng, cho nên xấu căn nó đang định xuống từ từ, các can nghiệp nó phương cháy bây giờ nó bị rút khối cái 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 nhiên liệu cho nên ngọn lửa đó nó từ từ nó hạ xuống, pháp kỳ diệu là như vậy đó tất cả những cái tiến trình diễn ra nó rất là dễ hiểu dễ thấy thành ra ở đây chúng ta học lý duyên khởi này để chúng ta thành tựu cái cảnh giới mà chúng ta ra khỏi luân hồi đây là điều quan trọng và tất nhiên các vị sẽ đọc lại chiêm nghiệm lại quán chiếu sâu xa đỡ trong tâm mình nó lão thông ở tại chùa linh sơn hy vọng sư bà có thể là tập cho chúng là học thuộc cái bài duyên khởi này và nhờ các cô là dán lại, các cô tự tập ở trong chùa và dán lại, soạn kỹ dán lại, dán lại ở trong bộ đồ Phật quốc trong chúng ở đây thầy cũng tập tập như vậy, các vị cũng có thể tập như vậy, mình diễn đạt một cái ý Phật pháp thì tâm của mình nó sẽ rõ hơn, mình có thể cỡ ra câu chuyện nữa thì mình lại hiểu sâu hơn phân tích càng kỹ thì cái tâm mình nó liễu ngộ càng lớn hơn. Và ở trong chùa có những sinh hoạt vui. Và vì đó cũng có thể là, là trở thành một vị hành pháp có thể giảng giải một ít đạo lý cho Phật tử. Và chúng ta cùng nhau thắp sáng ánh sáng chân lý của Phật. Chúng ta tập như vậy nó nó sẽ tốt cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta biết rồi mà chúng ta không nối ra thì cái biết đó nó chưa phải là sâu sắc. Chúng ta để chữ sâu sắc cái biết chưa sâu sắc biết mà không thể nói được đó là cái biết mơ hồ biết mà nói ra được mới là sâu sắc và từ nói ra được đó nó có lợi ích cho gì cho khẩu nghiệp thanh tịnh có ông sư có ông sư dạy cho đứa học trò con tu tịnh khẩu tu ba năm hết biết rồi nói Tại cái miệng không nói đó. Miệng không nói Nghe là thầy nhỏ tu tình khẩu im ru Ba năm Chẳng muốn nói gì cứ ơ ơ ơ nói không được Mà mãi tới bây giờ vẫn còn ở tàn dư Mà bây giờ phải 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 phải, cái trách đó đâu cái trọng trách đó là cũng phải để sang thầy tại những cái người đã sinh hoạt nó liên quan tới thầy tình khấu không phải như vậy tình là tình trong tâm chứ không phải là im miệng thế tôi không nói là các ông đâu có câm đâu mà các không nói nó <laughs> thường nói rõ nhưng mà cái tự đồng trong tâm chứ Tại hồi xưa có 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 lần là các ông thì kheo ngồi nói chuyện với nhau là ông này giai cấp này ông kia giai cấp kia rồi người cớ chuyện nhà chuyện cửa rồi chuyện gia quyến của mình rồi chuyện là chuyện người ngồi cớ nhau ăn cứ kích hạ cứ rú nhau ngồi cớ bây giờ tình trạng này giống như ở Mỹ cũng vậy Việt Nam cũng vậy là ngồi nhau là cứ cớ chuyện tâm trong tay không thấy công phu không thấy thiền định không thấy có như đoạn trừ tại vì họ không có hiếu pháp họ chỉ muốn rằng như vậy là vui đó. và có lần là thầy thầy cũng dự một cái cái lễ là trai thanh mà 12 giờ trưa quỳ suốt thầy quỳ lần đó là gần 2 tiếng đồng hồ vì sao bây giờ thầy thọ nhận cái công đức của cái công đức ủy thác của phật tử đem tịnh tài tịnh vật dân cúng cho cái đạo tràng an cư kiết hạ này và vì ý nghĩa đó cho nên thầy muốn quỳ để chi được cung kính chư tăng quỳ hầu một bữa cơm cho chư tăng trong khi đó là những chư tăng đã nhỏ thầy những những quỳ hầu hà họ để chi đỡ cho người phật tử mà cúng dường kia thanh tựu phước báo đầy đủ và thầy tròn cái trọng trách của một vị thầy đã nhận lãnh sự cúng dường mình chỉ là chuyến sang cho đạo tràng thôi và lúc đó quỳ khoảng một giường hồ cái, cái nước mắt ở uh, uh, mồ hôi nó nhiều quá nó tràn xuống mắt thì lúc đó là thầy mới thầy mới gạt cái mồ hôi qua giờ thì mình cũng hí hí mắt mình nhìn thì thầy nhìn thấy là chư tăng họ ngồi họ rất mệt mỏi bởi vì cái sự đáp từ lâu quá cái câu cái cái dân sớ lâu quá đáp từ lâu quá và chư tăng họ mệt mỏi thì lúc đó trong lòng có một cái ý nghĩ rất là đau đớn tức là đàn ông con trai sĩ khí trưởng phu chỉ ngồi im đó lát ăn mà mệt mỏi đâu có làm gì đâu trên vai không có khuôn cái gì không vác cái gì xung quanh người ta cung kính hầu hạ mà mình lại sinh tâm mệt mỏi chứng tỏ là ở trong tâm cực kỳ buông lung buông lung cho nên nó chỉ muốn nghỉ ngơi chứ ngồi im có làm gì đâu mà mệt Bây giờ thì làm gì không mà làm gì khỏe đi chơi khỏe học làm một năm tới tối gồm mất tiền rồi đi tới chỗ cái, chỗ chen chúc nhìn đông nhìn tây nhìn đông nhìn tây rồi ăn hết tiền đi về làm tiếp lại không mệt rõ ràng cái tâm đó, nó đi theo sự phóng túng cho nên nó ăn được cái 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 thức ăn phóng túng đó là cảnh duyên thành ra nó say xưa trong đó còn còn ngồi im một chỗ nhưng mà cái tâm nó không có cảm kính à, cái sự khó nhập của phật tử dân cũng cho nên à, sinh tâm chán nản mệt mỏi ruộng đó không phải là ruộng phước Cúng dường như vậy không có thành phước và ngồi đó mà anh của người ta với cái tâm thành kính đó thì thế nào cũng vô địa ngục tại vì phước của mình nó suy tàn á thì nó dẫn tới ác nghiệp mà ác nghiệp ấy, thì hành ác nghiệp Để đi vô địa ngục duyên khởi nó là như vậy à, chúng ta thấy không hả thành ra những điều như vậy đó là thầy phân tích một một hiện tượng để nhìn thấy là thành ra hy vọng ở đây các vị hiếu các vị hiểu là tất cả chúng ta là hữu tình mơ muội trong luân hồi cho nên cần lý duyên khởi thấu triệt và hy vọng chúng ta quán chiếu sâu sắc để chúng ta ra khỏi không có khởi tâm nhân ngã bi thứ ai là ai chúng ta là chúng ta và bản thân của mình chấm dứt sanh tử được hay không đó là vấn đề mình tự đặt ra còn nếu như chưa chấm dứt sanh tử thì mình vẫn phải chấp nhận tử sanh mà tử sanh thì phải khổ đau <laughs> mà muốn chấm dứt nó đó là không gây nhân tái sanh không gây nhân tái sanh nhưng dòng đời đâu có cho mình đứng yên thì mình gây nhân vô sanh nhân vô sanh là gì là vô tham vô sân và vô si Lời nói phát khởi từ trạng thái vô tham, vô sân và vô si. Và bất cứ việc làm nào ở trong tình huống đó đều là nhân vô sanh. Mà nhân vô sanh tức là chúng ta đến chỗ là là bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh bất tăng bất giảm. Đi vào trong niết bàn. Tạo nhân như vậy mỗi ngày nó sẽ có cái quả phước mỗi ngày. Là cứ làm như thế là chúng ta sẽ thành tựu Hay như Đạo Phật hôm nay lý duyên khởi qua lời Phật dạy chúng ta tìm hiểu ngang đây hôm sau chúng ta bắt đầu đi vào phân tích phân tích sâu hơn theo lời dạy của tôn giả một kiền liên kính cảm ơn các vị đã lắng nghe a à, di đà phật mời đại chúng hồi hướng nguyện đêm công đức này Tân đào cả để đào chúng sinh tân đào Phật đào tân đào tân đào căn dựng ở nhà có, có có cô cô vợ cũng có cái duyên sự thành ra à, hướng dẫn cho cô vợ cô gắng. Á. Là nhiếp tâm vô trong giáo pháp. Nhiếp tâm rồi giáo pháp. Pháp của Phật rất là kỳ diệu, khi chúng ta nhiếp tâm vô là chúng ta sẽ sẽ thành tựu được. À, Từ trừ những cái ác duyên to lớn thôi, chứ còn chứ còn có một số vấn đề là nó sẽ giải quyết ngay lập tức. Thành ra còn cố gắng là hướng dẫn cô cô vợ ha, hai vợ chồng đồng lòng sống an vui hạnh phúc thì mọi thứ hạnh phúc an vui nó sẽ chiêu cảm trở lại. À, và hôm nay thầy cũng xin uh, sinh tám tháng cô tâm hòa sau thời gian tập sự xuất gia ở tại ở tại chùa Hương Sen Lâm Đồng Đà Lạt và cô có cái hạt giống xuất gia từ lâu nhưng mà trong cái cảnh duyên môi trường nó không có trợ duyên cho cô được rồi cô lập nghiệp có gia đình có gia đình lại sinh ra những người con có hạt giống phật à, nếu như uh, nếu như mà mẹ không có hạt giống phật thì con không thể nào nương giá vào đó được đó là điều chắc chắn như vậy tại vì nó phải có cái duyên tương tác với nhau kết lại mới được rồi bây giờ uh, lớn tuổi việc gia đình đã 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 gọn gàng rồi chú 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 gàng pháp chính à, chú à, lại phát tâm tùy hí yếm trợ cho vợ của mình đi trên con đường xuất gia học đạo ở trong mắt của thầy nhìn thấy nhìn thấy um, cái cảnh thời Phật còn tại thế có người vợ rất là hiền từ lo lắng đảm đang trong gia đình mà phát tâm bước lên con đường thiện pháp xuất gia đó là con đường thiện cao hơn tất cả con đường thiện khác và thậm chí có vị có vị cư sĩ còn còn nó là làm một cái kiểu khoa và tự thân của mình à, mời vợ lên nên Kiều Hoa và khiêng khiêng vợ tới tận cửa chùa vì sự trân kính quý trọng và tác thành cho một cái tâm nguyện cao đẹp Đức Thế Tôn nói tất cả chúng ta đều phải có khả năng viễn ly và muốn chấm dứt khổ đau là phải viễn ly mà thiện pháp xuất gia là con đường viễn ly tối thắng cho nên ngài thành tựu trong cảnh giới của dưỡng Luân thánh vương ở kiếp này là thành tựu ở trong cảnh giới của thái tử nhưng mà ngài vẫn viễn ly xuất gia tất nhiên chúng ta không thể học theo hết ngài tại vì tự tâm của chúng ta nguyện lực nó chưa đủ hoặc là nó khác nhưng mà đó là con đường tất yếu vì vậy cho nên thầy xin ở trước đạo tràng và tán thán tinh thần này tất nhiên là khi cô mới đi thì chú cũng có những nỗi niềm sóng gió và thầy hiểu bảo tố ở trong lòng của chú như thế nào và thầy cũng hiểu cái nghiệp luyến ái của cô như thế nào nhưng mà những lúc như vậy thầy không có nói gì cả bởi vì không nói nó mới giải quyết được vấn đề còn nói thì nó hư diệt thà rằng chúng ta cứ đi tới đi bởi vì cái đến nó, nó xuất hiện trong từng bước chân chúng ta cứ đi tới đi tới chúng ta sẽ đến cái đến nó đến nó xuất hiện trong từng bước chân đừng có bận tâm là như thế nào trong hiện tại mà hãy cứ đi đi mà mà lên trên chùa Hương Sen thực sự là thầy lo bởi vì thầy học khối được cái lúc cô Hiền Trang cô Hiền Trang ở ở tại hồi xưa xuất gia mà cũng cũng chưa gặp mặt thầy và thầy tác thành nhân duyên đến ở tại tu viện Yên Thiều ở thì cô phán cảm hoàn toàn với với cái phản ứng hoàn toàn với cái văn hóa ở tại Bình Định. Cái đây là gì là sự xung đột văn hóa chứ không phải là 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 cái cái xấu xa của con người. Tức là mình nói một câu người ta nói một nẻo. Đó. Có một cái cô cái cô gái ở trong ở học ở Quy Nhơn, cô nói người quản trị cô cô vô ở trong cái chùa bạch sa nó phải ở trọ chỗ đó 6 tháng và cô hỏi thầy cô nói thưa thầy cho con mượn cái môi của thầy nhưng mà thầy đứng ở thầy che miệng Thầy nói nó mượn làm gì ta kia nó nó ý nó, nó, nó muốn gì ta <laughs> thầy thầy thần ngương hờ mặt liền thầy thầy lơ lơ thầy đi thầy thấy con này nó điên sao nó hối kỷ <laughs> đó nhưng mà nhưng mà lúc đó là là sau đó thầy mới nó giấy có thầy chế miệng thầy lại vậy thầy nói trong chùa đây là cái mua chỗ nào con tự đi lấy đi cái, <laughs> cái, là nó đi thẳng ra sẽ biết nó nó lấy cái muỗng cái muỗng cái muỗng à, chỗ đó là kêu là cái môi <laughs> cho nên, là 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 mà, mà thầy có có trí thầy xử lý thông minh đó thầy nói là con muốn lấy gì con cứ lấy con cứ kiếm món nào con cần đi <laughs> nói, tại vì mình biết mình không hiểu nói cái gì mà mình biết là nó nó phản ứng văn hóa rồi thì ở đây cũng vậy đi vô trong chùa là miền Nam là nó khác cái kiểu nó họ khác suy nghĩ họ đã khác còn mình thì khác là bao nhiêu đó thôi là là xấu căn của mình trời ơi nó quá nhiễu lên là tưng bừng hết là mình ơi Phật ơi cứu con Phật cứu không kịp luôn á chứ không phải giỡn tại vì nhà con nó chế dữ quá Phật chữa lửa không nói à. cho nên, cho nên là, là, là là chúng ta không có đơn giản nhưng mà à, sau 6 tháng tập sự đó thì à, cái tự ngã của cô á là nó tê tua hết rồi nó tê tua hết rồi à, nó tê tua nó tê tua giống như là nó, nó nó giảm xuống rất nhiều mà cô ở được 6 tháng đó là cái phước bao lớn đó. phước bao lớn và cô loại bỏ được là là rất nhiều những cái thói quen ở nhà mình làm bà à, rồi đối với chú là mình làm bà chú nữa nhưng mà vẫn đâu là... <laughs> bà ngoại bà nội bà không ấy à. à, Rồi trong nhà mấy đứa mấy con là mình là bà lớn cho nên nó là bắt đầu là cái tính cái tính quyền quan của mình đó là nó một là một hai là hai không có được thay đổi Bắt à, đầu là nó, nó khổ nó lâu ngày rồi bây giờ mình trở lại làm ở tờ giấy trắng của chú tiểu khác hoàn toàn khác hoàn toàn cái từ ngã mình Bắt đầu nó đảo điên lên thì bây giờ bây giờ cô uh, cô phát tâm về ở tại trú xứ Linh Sơn nương tựa sư bà là một cái vị đức hạnh và ở trong mắt của thầy thì sư bà là một hành giả có sự chứng đắc ừ. thầy không có cần không không cần không cần tiếp xúc nhiều nghe một hai câu nói là hiểu vấn đề thì à, cô ở nương tựa sư bà được và sư bà thầy có nghe nói sư bà cũng đã lớn tuổi và hy vọng cô phải nương tựa cho thật là nhiều để vô thường chứ bà có đi rồi thì mình cũng không có hối tiếc chứ còn các cô xuất gia mà ni mà gần thầy á, là không có ổn đâu tại vì cái pháp nam nữ nó không có gần nhau gần nhau á, là thời gian nó có những cái suy nghĩ dục tính thành bất luận già trẻ lớn bé gì là thầy cũng đứng xa ra một khúc mà đi đi đâu là thường thầy hãy tránh mà nếu như đi thì có nam có nữ đông thì thầy mới đi còn một hai người là thầy cũng né tránh tại vì cái thời gian nó như vậy cho nên là nữ phát tâm mà nương tựa sư bà là đúng như chánh pháp còn có đến có cái duyên cái duyên gì đi nữa thì nó cũng cũng không không quan trọng mà giờ xuất gia là quan trọng nhất đó là cái điều còn quan diệu phúc nữa, quan diệu phúc uh, xuất gia. Nhưng mà cẩn thận á uh, là những cái ký ức ở quá khứ nó kéo đi về. Quan diệu phúc là đi xuất gia là tâm ý đi xuất gia, nhưng mà thiếu sự sách tấn, thiếu sự nhắc nhở là là bắt đầu uh, là cái ký ức quá khứ nó kéo về, nó kéo về là bắt đầu cái uh, là 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 lây um, hay công phu cứu này công phu cứu kia cho nên chỗ cô quan nhiều phúc là phải cố gắng là tuyệt đối là nghe nghe lời sư bà nhiều hơn bây giờ mình mình buông bỏ hết tất cả là cái ý kiến riêng của mình đi để mình làm theo mệnh lệnh mình làm theo mệnh lệnh đi gọi là tín thọ trước đi tín thọ trước sư bà không có làm hại mình đâu mình đừng lo đó mà là mình tín thọ tín thọ là mình vâng lời trước một thời gian rồi bắt đầu cái tập khí giải thoát cái tập khí của xuất gia nó sẽ hình thành lên lúc đó mình sẽ thấy đúng và ngày xưa ấy, thì mình không đồng ý nhưng mà lúc đó mình sẽ nhận ra là mình đúng đó là những điều mà kinh nghiệm của những người hành đạo học đạo anh xin lỗi những người đi cầu đạo là như vậy đó còn ở trong chúng ở trong chúng thì mình phục vụ được người ta là cơ hội của mình phục vụ được người ta là cơ hội của mình phục vụ bất cứ ai mình làm mà mình không dùng là phước của mình thầy muốn giữ cho các phật tử nói chuyện với người xuất gia nhưng cũng là cái, cái gợi ý cho các vị các vị có thể rút ra một cái quan điểm là xấu khen của mình chưa có tương tác với xấu trần cho nên nó không có vận khởi cho nên phải phòng hộ phòng hộ rất là nghiêm mật và thu thúc lại bớt nhìn bớt nghe bớt ngươi, bớt nếm, bớt xúc. Bớt đi là nó sẽ yên bình. rồi các vị à, xuất gia tạo công đức chúng ta là những người hộ pháp. Hộ pháp để tìm cầu công đức. Và công đức này chúng ta hồi hướng tới vô thượng Bồ đề, là chúng ta giải thoát. Đó là những gì thầy mong muốn ở trong đạo tràng cố gắng là là vươn lên từ từ mình sẽ thực hiện được cái lý tưởng giác ngộ của mình. A Di Phật hôm nay chúng ta dừng gần đây à, các vị không phải ở trong đạo tràng hôm nay có cái duyên đặc biệt là các vị xuất gia muốn có cái duyên thưa thỉnh với thầy cho nên các vị tại gia chúng ta có thể thối lui chúng ta nghỉ ngơi được rồi bài Phật pháp hôm nay ngừng gần đây A Di Đà Phật rồi đỡ cho nó tiền á thì nghĩ dự vi có thể mình tách hết cái room đi tách hết cái room đi rồi mới lại mới lại rồi các vị đi vô ừ